Người nào yêu thích lao động hay làm các việc giúp đời? Phước báo người đó có được là sức mạnh cường tráng. Kẻ nào khi sống chuyên dùng tay làm các điều ác? Sau khi chết, đòi thành những loài không có tay. Người luôn có thái độ yêu quý, tôn trọng mọi người. Phước báo có được là gương mặt khả ái phúc hậu. Người hay làm các nghiệp nuôi chim trong lòng, nuôi cá trong chậu. Quả báo trong tương lai bị giam cầm, tù ngục, mất tự do. Kẻ nào làm các việc phá hoại, làm hư hỏng đường xá. Tương lai gặp quả báo, kèo chân, đi đứng khó khăn. Người nào đời nay có tính đa tình dâm đảng. Đời sau sinh làm người đồng tính, gia đình, con cháu đều tan vỡ. Người nào hay kiêu mạn, khinh người. Tương lai, kẻ đó sinh ra, nếu được làm người, thì thân phận thấp kém, hèn hạ. Đời nay, hay nhỏ nhận nhiều ơn nghĩa của người. Đời sau sẽ nặng lòng nhớ thương người đó. Kiếp trước mắc nợ người chưa trả. Kiếp sau sinh làm thuộc hạ, gia nhân trong nhà người để trả nợ. Người nào làm các việc đắp đường, bắt cầu, tạo điều kiện cho người đi lại thuận tiện. Đời sau sẽ được phước báo sung túc lâu dài. Người nào riêng làm các việc bố thí giúp người. Người đó sẽ được phước báo, sung túc, mọi người yêu thương. Người nào có tính keo kiệt, mặt người khốn khó. Tương lai, chịu cảnh nghèo khổ, không người quan tâm. Trước khi phung phí thức ăn, bây giờ có lúc nhọc nhằn mưu sinh. Người nào thọ nhận tài vật bất chính của người khác. Tương lai sẽ chịu liên lụy tai họa với người đó. Người nào hiện đời hay ăn mặc hở hang, thích phô bày thân thể. Đời sau nếu sinh làm người thì rất nặng về dâm dục.
người nào hay làm nghề sát sanh hại vật? Tương lai, nếu sinh ra được làm người, thì họ mạng ngắn ngủi, thường sinh ở những nơi có chiến tranh, loạn lạc. Kẻ nào lúc sống làm các nghiệp, cướp của giết người? Sau khi chết đi, phải đọa địa ngục, lửa đốt dao đâm. Hiện đời, ai thường say sưa nghiện ngập? Đời sau, nếu được làm người, sẽ ngu dốt mê mờ. Người hay làm các việc, nướng thú thường sống ăn thịt. Tương lai, bị quả báo, phỏng nặng toàn thân. Kiếp trước, hay làm việc câu cá. Kiếp sau, hay bị dối lừa và lỡ miệng. Người thường làm phim về tình dục, giết sát đồi trị. Đời sau, nếu được làm người, thì điên loạn, khổ đau, gia đình đổ vỡ. Những người hay kinh thay người quá đáng. Quả báo sẽ bệnh độc nguy hiểm, không ai dám lại gần. Những kẻ hiện đời bất hiếu với cha mẹ. Đời sau, nếu được sinh làm người thì sớm mồ côi cha mẹ. Những người học trò bất kính với thầy cô, bậc tôn sư. Lời nói của những kẻ đó không ai muốn nghe. Những người hiện tại mê nghề cờ bạc đỏ đen. Tương lai sẽ chịu quả báo tận cùng, nghèo khổ. Người hiện đời hay mời dụ người khác sử dụng các chất gây nghiện. Tương lai, nếu được sinh làm người thì điên loạn, ngu dốt, mất ngủ. Những kẻ làm chủ mà không thương người làm công. Kẻ đó sẽ mau vết phước, nhanh chóng trở lại cảnh nghèo hèn. Những người không yêu thích lao động, không yêu thích việc làm. Tương lai, những người này sẽ bị thất nghiệp lâu dài. Những kẻ chuyên bắt trẻ con về làm cho thương tật và buộc đi ăn xin. Những kẻ đó sau khi chết đi sẽ đọa thẳng vào địa ngục. Những người hiện đời có tiền mà phung phí, hà tiện không bố thí. Những người đó tương lai sẽ không có tiền nữa, tiền bạc luôn túng thiếu.
Thank you.